Hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Internet Cafe and Supermarket Simulator 2024. Tôi cần con game gì nó dài dòng mệt thiệt chứ. Vâng, thì con game này nó sẽ kết hợp giữa Internet Cafe và xây một cái siêu thị. Thì ở đây là nó sẽ có những một vài cái tính năng sắp sửa sẽ có, ví dụ như là người răng người chơi ha, người chơi mà cũng có răng trong game này, game offline răng làm cái quách gì chả biết nữa. Rồi sẽ có một vài cái nhiệm vụ ngẫu nhiên, bạn có thể chơi mini making ở trên máy tính luôn. Uầy, ghê đấy. Rồi và có thể mua được xe luôn nè mọi người. Ghê vậy. Ở đây nó có shop tip nè, nếu như mà bật nó lên thì tên trộm sẽ shop tip là mình phải bật nó lên nha. Đấy, là mình phải bật lên, nó là sau khi mà bật nó lên thì con trộm nó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở trong cái cửa hàng của bạn. Hãy đánh bại con trộm và sau đó lại lấy lại tài sản. Rồi ok. Game này có continue và new game. Quán tên gì đi? Tên game đơn giản thôi. Kibi là được rồi. Tên viết tắt của tôi đấy. Kibi là được rồi, không cần phải nữa. Ồ, mở đầu vô cho 200 ngàn luôn hả? Có gì ghê vậy? Đầu tiên là WASD, Zoom là Bay Spa, bấm Escape the Cop. Ok, đã biết rồi nè. Rồi. Là bấm phím E để mở cửa. Quay game cũng được cái chứ. Dạo này nó ra khá là nhiều những cái trò, ví dụ như Simulator, giống như lúc trước tôi mới chơi đó là Pit Simulator đúng không? Và bây giờ này nó là nó đã quay trở lại với mở tiệm net với giá không biết lần này cũng có cắt cổ nó hay không. Thì để coi rồi mới biết được. Có cái gì đấy? Nó sao giờ vậy? Hình như là cái này đúng không? Khoan, lục vô thùng rác là gì? Có vẻ như bạn cần phải đến cửa hàng tiện lợi để mua một vài... Nó kêu phải đi tới... Control là squat down là... là ngồi xuống đó mọi người. Nó dùng cái từ giống như trong gym, trong gym ấy, chả hiểu nữa. Đầu tiên là cái này đúng không? Là mình sẽ mua cái này. Cái broom là mình chắc chắn là mình sẽ phải mua nè. Rồi mua cái chest pad nè. Rồi, xong hết rồi nè, recycle. Ủa, recycle của gân luôn. 999.999. Kinh đấy. Ok. Nhưng mà cái gì đâu mà mua. Mới vô nó cho 20.000. À chơi, cưỡng 20 đâu, 2.000. Trời ơi là trời. Có 2.000 thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Mới vô lúc nào nó cũng sẽ rất là khó khăn hết mọi người. Khó khăn cực kỳ luôn. Ok. Đấy. Đấy không? Bây giờ còn những cái khu này bỏ. Khu này là khu của tôi. Trong này chả có cái móc xì trong này hết. Vậy mà cũng có đứa nào gọi là sao nữa? Là đem này đem đi dụng đâu? Dụng rác đây đúng không? Fru nè đúng không? Ok. Trời, có level nha mọi người. Ủa sao khoáng cơ cư? Tôi đã bỏ rồi mà đâu ra cái này nữa? Nó chữ mặt thiệt chứ. Cơ cư. Còn một cái này nữa. Ở phía bên góc trái dưới là nó sẽ có máu đói khát và cái đó là gì, năng lượng đúng không? Năng lượng thì phải. Ok đây, ổn rồi đó. Bây giờ là tôi sẽ mở cái máy tính của mình lên và web browser chọn Apace. Rồi ôi, lại là Apace à. Web browser đây. Trong này hình như là nó nói là trong đỡ đấy, cái thể là nó sẽ có game đúng không? Còn game nào khác không? Ví dụ như cô chơi thắng cô có được tiền không? Cự chơi luôn má ơi. Cái này gọi là cự chơi rồi. Thôi dẹp. Vô A bay đúng không? Rồi hãy mua một cái monitor. Một cái bàn, chắc chắn là phải mua một cái bàn. Bàn gì đây? Để coi thử tôi, nếu như tôi mua cái bàn này thì nó có mắc không? Đằng nào thì cái ghế... thôi mắc quá. Mấy mình mua đồ rẻ rẻ thôi đi được không? Không mấy mình mua đồ rẻ rẻ được không? Ừ, mua đồ rẻ đi. Chứ cái kia nó mắc quá, chịu không thấu đi. Thôi. Rồi chair, rồi mouse, rồi cái gì nó đủ chưa? Chắc đủ rồi, 6 món đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ồ, đủ. Úi dồi ôi, nhiều đó không, hết 400 mấy đô. Mà cắt cổ thiệt chứ. Cái máy mà nó còn mắc, cái máy mà nó mắc ngang với... Ủa, này làm sao ra? Bấm cái quýt hả? Là ra ngoài này đứng. Ôi dồi ôi, nó chở hàng tới bằng xe nâng. Khiếp đấy. Nó chở hàng tới bằng xe... sao quăng dữ vậy? Đây cái bàn. Chắc là tôi sẽ để cái này nằm đây đi. Ok, để xác gì cũng được.
Ôi, mọi người thấy nó rất là thân thân quen và thân thuộc không? Nó quay lại cái con game ban đầu rồi. Này, để đây đi. Nó quay lại con game ban đầu rồi, là con game Internet Cafe Simulator mà tôi đã quay phần 1 với phần 2. Vâng, và đây là phần 3, nó đã mở rộng hơn được một chút xíu. À, để đây. Để coi, bấm phím tab là bật cái này lên. Shift là run. Hai hút trong vòng 5 giây. À, hai hút là ẩn 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 mấy cục này nè, ẩn ẩn mấy cái này nè. Đấy, trong vòng 5 giây. Lẫn chưa? À, hết 5 giây rồi. Ok, đó, hợp lý rồi đó. Hợp lý quá, hợp lý luôn. Bấm phím T là để cắt cái này. À thôi, để mở đi. Cắt làm gì? Ủa? Tôi mua thiếu bàn phím. À, bàn phím có. Ú, hồn xi men. Thì có chưa? Thiếu không biết sao luôn á. Có thiếu đâu, thiếu 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 ngay đúng cái quan trọng nữa là không biết sao luôn á. Rồi. Rồi, đặt lên thôi. Ôi trời ơi. Ghế này hơi hơi xa. Cho nó gần lại một tí. Nhớ quá mọi người, nhớ quá. Tiếp theo là gì, làm gì nữa? Hãy mở bấm bấm cho cái gì? Bấm cho cái gì? Bấm cho cái gì? Cái gì? Gì? Mở cái score hả? Score nằm đâu? Trong đây có cái score nào? Đúng không? Trong đây trong đây thì làm đích gì có cái score nào? À, score này hả? Nhưng mà làm sao bây giờ là tôi đang cần mở lao right, rồi góc trái dưới, góc phải dưới nè. Ôi trời ơi, cái tôi đang cần là cái chỉnh có được có được chỉnh cái mức tiền của nó hay không? Đúng không? Tôi cần phải chỉnh có thử có được cái mức tiền của nó hay không? Bây giờ cái đó vô đâu ta? Score expansion là mở rộng thôi mà. Mình làm gì có tiền đâu mà mở rộng. Rồi có khách không? Wow! Có khách ngon đấy. Đã đến, hãy go to network. À đây, network đây. À thá, hóa ra là đây à. Có khách ngồi rồi nên là mình không có làm được cái gì hết. À, làm sao ta? Mình click vô đâu? Approve. Ủa? 850 tiền là mình được cái đó hả? Rồi approve kiểu gì ba? Là approve chưa? À, jeez. Khó thế. Khó thế. Rất giỡn mặt luôn. Thời. Rồi, từ từ nha. Nó kêu mình tiếp tục sẽ làm cái gì đây? À, hãy chú ý đến cơ thể của bạn đói khát. À, bạn nếu không là bạn sẽ chết nếu như mà không có bổ sung mấy cái thứ này. Ok, mới vô tôi khó quen cái què gì đâu, giờ tôi cũng phải đợi thôi. Đói đúng không? Ăn đồ khó, ăn đồ đói. À, ăn cho tiếp đúng không? Rồi có cái nào căng độ khác không? Ơ lộn. Ờ đúng rồi, giảm khác chứ mình kêu căng khác là chết bà rồi. Này 10 đô đúng không? Rồi thôi để dành đi, nhiều đó thôi để dành đi. Tôi nghĩ là mấy cái kiểu tôi cũng đâu cũng không có nhiều lắm. Hồi nãy tôi nghĩ là cái chỗ kia bắt đầu tôi là cái nhà đấy, nên là tôi nghĩ là mình ok, cảm ơn anh trai. Cảm ơn anh trai. Rồi, bây giờ là tôi sẽ phải đi mua cái kệ đúng không? Gọi là cái kệ. Đây, cái kệ đây mọi người. Tôi phải đi mua mấy cái kệ nè. Để tôi đặt đồ lên, tôi bán nó chứ. Khoan, cứ để mua cái kệ thì tôi phải mua cái này trước. 550 lận. Nhiều tiền lắm. Phải mua mấy cái này trước đã. Rồi, sau đó là mới mua được tới mấy cái kệ như thế này. Đấy, mua hẳn 2 kệ luôn. 3 kệ luôn. Nhiều tiền rồi. Ủa, hai kệ thôi. Nhiều quá nó không có tốt. Sao kỳ vậy, cô chưa có kịp chuyển cái kia lên nữa. Nhanh vậy ba, ngồi nhanh vậy, ngồi vừa vừa thôi, ngồi nhanh quá. Rồi, bấm phím quy là để thoát ra nha, mà cứ quên hoài. Mà cô cư này cũng đâu có gì đâu đúng không? Từ từ. Ờ, cái bàn kính tiền thì cô sẽ đặt nó ở đây. Phía bên này đi. Đấy. Tại vì bên này là chơi game. Còn bên kia là... Từ nha. Cô vô cô căng tiền lên cái. Ủa sao vậy? Sao căng tiền không được? Ủa? Phải rồi cơ. À, cô phải cắt cái này cô mới căng được tiền. Đúng không? Ủa không phải. 14,5 đô một giờ. Má, giá cắt cổ cho mọi người. Má, nó vẫn cắt cổ như xưa luôn ấy. Thời. Này là cái kệ, nó vẫn cắt cổ như xưa, không có gì khác đâu. Ok, một cái. Đó, cắt cổ ác chiến phết chứ chẳng đùa.
Nhưng mà làm sao cứ cắn cái này được cái này ta? Kệ rồi. Rồi bỏ tiếp. Hai cái kệ. Rồi, bây giờ tôi đang còn đủ tiền để mà đặt xác vô đúng không? Đặt xác vô gió đẹp. Ok, rồi. Ngon lành canh đao. Bây giờ đi ra mua đi vô cái quét ra mua đồ cái mua đồ ăn đúng không? Đồ ăn nằm ở đâu ta? Đồ ăn thì nó sẽ nằm ở chợ. Đồ ăn là nằm ở chợ market. Đây. Tôi sẽ mua cái 1 2 3 4. Ủa tôi có đúng hai cái thứ này thôi hả? 5 hết chưa? 6 quan trọng còn tiền không kìa. À, đủ má đủ 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 7 8 9 trời ơi bao đủ luôn. Mua. Đây, chính thức hết tiền nha mọi người. Chính thức hết tiền rồi. Nghèo voi. À, việc cái đã rồi tính tiếp. Hàng tới, hàng tới, hàng tới rồi tôi sẽ làm cái gì nữa ta? Làm sao tôi bỏ đồ và chắc là tôi phải xách đồ lên trên này đúng không? Ok. Là để đồ lên đây đúng không? Ủa không phải, từ từ. À, bạn cần phải mang mang đồ đến nhà kho. À. Mang đồ đến nhà kho. Ok. Mà có cần nhất thiết phải xách lên chển không? Có cần nhất thiết phải xách lên chển không? Quăng thử coi nó có lẹ không chứ bây giờ chứ bây giờ mà đi xách cái kiểu này thì biết chừng nào nó mới xong, biết chừng nào nó không vô, nó không tới mọi người. Mày hả con? Gì mà quăng còn không tới nữa, thôi mấy giờ rồi? 5 giờ 5 6 giờ chiều rồi. 5 6 giờ chiều rồi. Từ từ nha, cô vô cô tính tiền cho khách cái đã là tính tiếp. Rồi, anh vô luôn đi cho lẹ đi luôn đi anh ơi. Đúng rồi đó, dậy đi. Có chuẩn bị không biết bao không 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 biết mấy giờ, tôi nghĩ là tôi nên về đi ngủ nè. Hay là làm xuyên đêm. Tốt nhất là không nên làm xuyên đêm. Tôi level 2 rồi nha mọi người. Ở đó không? Hình như là nó có cái số 2 đó cộng cộng cái gì ngay chỗ đó đó, hình như là kỹ năng đúng không? Nhưng mà làm sao để mà tôi có thể sử dụng cái kỹ năng đó nhỉ? Từ từ nha, đợi xíu nha. Để bỏ nó vô đã, tại vì nó cộng 2 điểm đó, chắc chắn đó là điểm kỹ năng hoặc là điểm gì đó rồi. Ui trời ơi, KB à. Cái này là tôi sẽ vang danh đâu. Còn có cái gì trong trong này mà vang danh? Có khách, có khách, có khách, có khách, có khách, có khách. Ngày đầu tiên không được cái không được cái gì hết á. Ngày đầu tiên không được cái gì hết. Thì có đâu có cần phải. Không có cái gì hết, không có điện, không có cái gì hết, không có điện, không có cái què gì hết trơn, cái chán thiệt sự luôn. Tại nó nghèo nàn tới mức độ đó luôn ấy. Thật sự nó với người một câu là như vậy, nó nghèo nàn quá. Coi ơi. Tạm thời tắt đi, về ngủ cái. Cảm ơn chị. Ôi chơi gì ít vậy chị? Ôi chơi gì có nửa tiếng là cộng có 7 đô à. Tắt đèn rồi, tắt rồi anh ơi. Tắt rồi, đừng ngồi nữa. Score, score lâu. Ừ, 1 tiếng là cũng được. Ok, chấp nhận đi, 1 tiếng lần mà. 1 tiếng lận. À, quên, trong trường hợp này thì tôi sẽ bỏ đồ lên. Bấm phím F đúng không? Rồi, bỏ đồ lên. Ok, nước. 5 đô. 8 đô. 4 đô cũng được. Cậu đi anh trai, anh sẵn tiện anh đứng đó anh đợi em đi. Tôi sẽ bỏ cái này lên. Bỏ cái này lên. Một cái này tôi mua đúng có một phần thôi hả? Ít gì cả. Bỏ cái này lên. Bỏ cái này lên. Bỏ cái này lên. 5 đô. 8 đô. Ok rồi. Xong rồi đó, ổn rồi đó. Ngày mai là chứng chỉ luôn rồi đó. Rồi. Đóng lại đi về. Let's go, đi về thôi. Tôi nghĩ là tôi quăng vậy được nha mọi người. Chắc tôi cũng chả cần phải sắp sắp liên kệ để làm cái gì. Nhiều đó là không hiểu sao xây cái nhà gì vậy ta. Ở đây có phải nhà tôi không vậy? Hay là cô có thể qua được. Ủa 1 giờ rồi hả?
Ủa, qua đêm rồi. Trời mẹ, qua đêm nó không cho tôi ngủ. Đùa thiệt chứ. Từ từ nha. À, bấm cái này là được. Kỹ năng. Từ từ nha. À, những cái tốc độ mà cái bảng bên này nè, nó sẽ giảm xuống mà nó cần tới 3 điểm lận. Cái gì ghê vậy? Không mấy mình cần, mình đầu tiên mình cái này cũng được mà. Đầu tiên mình cần cái này cũng được mà. Cần cái này cũng được mà, chạy nhanh hơn nhiều. Ơ, trời ơi, nó phải như vậy chứ. Điểm đó thì tôi mua lại mấy hồi. Không sao hết, không có gì phải xóa hết cái đít lên. Sao nó lại có Bill ở đây nữa vậy? Ủa, Bill trả sao? À, Bill hình như phải vô máy tính mới 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 từ từ nha. Còn mà, từ từ đi. Tôi sẽ mở cái này lên cái. Không sao hết. Ngày đầu tiên lúc nào nó cũng sẽ có khó khăn. Ngày lúc nào nó cũng sẽ có khó khăn. Từ từ trả bill đúng không? Trả bill là mình sẽ phải vô đâu mình trả đi. Vô đây đúng không? À bill đây, bill. Tiền điện, à, tôi không có điện luôn á mà không hiểu sao nó vẫn ngắt tiền điện. Tào lao thật. Căng này lên được chưa? À căng lên được rồi nè. Ôi, hên quá, tôi vừa căng lên xong cái khách vô. Quá hên vậy trời. Hên vậy trời. Đùa. Đúng hên luôn. Ồ, có khách mua. Từ từ nha. Rồi. À, bấm phím F đâu mà sao cái này nó cứ lộn lộn mấy cái đứa này hoài. Tôi thấy nó hơi bực ấy. Nó cứ lộn lộn cái chỗ này hoài à. Đấy. Khó quá, còn chưa có quen cách chơi mọi người ơi. Vẫn chưa quen cách chơi thật luôn á. Mua gì mua con trai gì chỉ mua mua nhiều lên, mua gì mua con trai vậy, mua nhiều lên hồi nào, mua nhiều lên đừng mua ít quá. Ủa gì nữa đây, sao đâu ra rác cả đống đây vậy trời. Chị mua đúng hai chai thuốc tẩy luôn á, chị mua đúng hai chai nước tẩy luôn á, thề mua đúng bịch snack luôn, thề. Anh trai này mua nhiều nè, được nè, anh trai này mua nhiều được nè. Ủa này là bỏ chưa? Rồi xong rồi đó. Hàng còn nhiều không? Hàng còn nhiều mà. Có gì? Hàng còn nhiều lo gì? Có khách vô, có khách vô. 1 tiếng luôn. Rồi ôi, được đấy. Mà nhật bây giờ tôi cần phải ít nhất tới 400 thì tôi mới mua được một cái máy tiếp theo. Nghèo thế nha. Con game này là có sale reset luôn nè. Được, có sale. Trời sáng rồi, ngon. Rồi cần nha, cô đang cần đợi cái 400 để mà tôi mua thêm tôi mua thêm cái này. Để lại coi thử có kệ có bỏ thêm đồ vô được không. Bỏ đồ vô được nè. Đấy, bỏ thêm đồ vô được nè. Ok. Này thì hết rồi. Bỏ vô nè. Bỏ vô nè. Bỏ vô thêm nè. Rồi, xong rồi. Được rồi, tính tiền cái đã rồi tính tiếp. Một mình tôi làm không 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 xuể luôn ấy mọi người, một mình tôi làm không xuể luôn ấy. Tôi cứ lộn nút E với nút 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 nó có nút E với nút F hoài luôn ấy. Ủa rồi thiếu cái gì nữa? Ok, mới rớt cái gì đó ngay chỗ này, xong mới rớt cái gì luôn ấy. Giống như rớt cái bịch bánh cái gì á. Anh có mua đồ không vậy? Anh vô anh ngó ngó xong anh đi luôn vậy? Có đều đùa à? Ok. Bao nhiêu rồi? Má ơi, mới được có 200 mấy thôi. Mới được có 200 mấy thôi. Từ từ. Tôi phải sẽ phải vào đây tôi mua, tôi phải tiếp tục tôi mua thôi. Xe. Mua. 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 Và mua. 408 đúng không? Là tôi chỉ còn 100 nữa thôi là tôi sẽ đủ. Hey. Giá cắt cổ gì chứ cũng khó mà, tiền đâu mà mua, giá cắt cổ đâu mà cắt cổ, khó như quỷ ấy. Đồ vẫn còn nhiều quá. Rồi, anh này trả tiền. Thì lấy tiền đã rồi kính kiếp. 408 đúng không? Sắp rồi, cổ lên, sắp rồi. Ôi rồi, ôi, hết nước, hết máu rồi, hết khác, còn cái độ khác nó mất 50% rồi. Quá bất ổn. Hay tính ra là cái supermarket lên level nó còn nhanh hơn cái internet cafe của tôi nữa chứ. Mọi người thấy không? Cái supermarket lên nó lên level còn nhanh hơn nữa chứ. Ok. Hay. 29 đô, ngon.
Ủa chị mua con bịch đó thôi hả anh trai? Anh mua nhiều lên trời ơi, có khách ngồi mà nãy giờ không để ý. Có khách ngồi nãy giờ không để ý. Pru không ai có khách mua. Nói chung là tôi thấy supermarket là supermarket là khách vô khá là nhiều, khách vô khá là nhiều, không như là bên không như là bên cái máy kính của tôi. Máy kính của tôi thì nó lâu quá, thật sự quá lâu luôn. Máy máy kính phải nói là quá lâu luôn. Ok ok đủ chưa, 408 đủ rồi rồi. Thank you anh trai. Mua thôi, mua thôi, mua thôi, mua thôi. Mua à? Mua xô. Được đấy. À, đẩy cái này qua. Ủa, cái này là hết rồi đấy hả? À, là hết rồi đó. Đúng không? Cái số này là gì ta? À, số 3 là còn lại 3 món á hả? À, còn lại 3 món trên kệ. Rồi ok. Có khách vô, từ từ, có khách vô, có khách vô, có khách vô, có khách vô. Một tay không thể nào làm được luôn á. Thầy, một tay không thể nào làm được một cái gì đấy. Ok. Một tay không làm được cái gì hết. Này chắc tôi phải thuê nhân viên hay cái gì đó chứ bây giờ một như thế này thì không thể nào. Thề với mọi người một câu luôn, không thể luôn. Từ từ nha, sắp cái. Có cái bàn đâu, bàn đâu, bàn đây. Ok. Sáng rồi. Thank you anh trai, thank you, thank you, thank you, thank you. Mấy anh với chị đứng đợi em xíu đi. Ở nhà nhà thiếu người quá. Thiếu người lắm luôn ấy. Rất thiếu người luôn. Từ từ nha, tôi sắp sửa, sắp hết đồ đói rồi, sắp đồ cái gì, đồ khác với đồ đói chuẩn bị hết rồi nè. Chắc là cầm cự được cùng lắm là 1 2 ngày thôi, không thể nào cầm cự được nhiều hơn nữa đâu. Ở cái ghế đó tôi cũng nhớ mà chắc mọi người cũng biết nó nhiều lắm đúng không? À, ai ai mà đi ăn mấy quán lề đường sẽ biết cái ghế đó. Trời ơi, nó đứng nó chờ tôi kìa, đùa, nó đứng nó chờ tôi kìa. Ok, rồi đợi khách vô thôi. Kính kia anh. Một. Có cách nào kính nhanh hơn không? Kính kiểu này thì chậm quá. Lên level 4 luôn rồi. Ôi rồi ôi, lên level 4 luôn rồi. Đùa. Nó lên thẳng level 4 luôn. Rồi nha. Có khách, có khách, có khách. Từ từ đã, có khách, có khách, có khách. Ấy. 18 đô lận mà. Cái gì đấy? Sao ra mà nhiều cái này vậy? Ủa lên nào. Một mình làm không xuể luôn ấy. Thật sự ra một mình làm không xuể. Một, hai, ba. Ok rồi. Nhưng mà chắc chắn là phải là ít nhất cũng phải là 5-6 ngày thì tôi mới có đủ tiền để mà tôi thuê nhân viên. Chứ còn bây giờ thì không thể rồi. Giờ tiền ít quá. Tiền rất ít luôn. À, chắc là tôi sẽ phải mua thêm thôi mọi người, chắc là tôi sẽ phải mua thêm. E nè. Ủa? Sao kẹt rồi? What? Sao chỗ đó có những cái bị kẹt ngang vậy? Vô mua đồ thêm một cái đã. À, vô cái này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đủ tiền không vậy? Cho cô vô, nó không có đủ tiền. À, vẫn không đủ luôn. Mà nó cay thế nhờ. Không đủ. Không đủ, không có cái gì để đủ, gọi là đủ hết trơn luôn ấy. Khó khăn quá. Ngày đầu tiên cái gì nó cũng có khó khăn hết. Ok rồi. Từ từ, vô kính cái hỏi không ai ngồi luôn. Đáng gì đâu ấy.
Vô. Cản có đúng, cản đúng cái cục đó mà tôi không 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 di chuyển được thì thấy cũng nó cũng hơi xàm ấy. Vô. Vô. Ê, nghèo quá trời nghèo luôn, mới vô mở không được cái gì hết trơn. Khách hàng không thèm chơi cái nào, không 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 thèm chơi luôn. Từ từ nha, tôi nghĩ là chắc tôi phải sắp xếp thời gian tôi đi về chứ nhiều đây tôi thấy nó không ổn lắm. Từ từ đi, nhiều đây tôi thấy không ổn lắm. Từ từ nha, nên có chắc là nên nên đóng cái này lại để còn biết đường đi về nữa, cho khách chơi lần cuối thôi chứ còn biết đường mà còn đi về nữa chứ. Như đây không không biết chừng nào mới được về đấy chứ, chả đùa. Bỏ đồ lên tiếp đã. Remove đi. 5 hả? 6 đi. 6 luôn, ghét rồi 6 luôn. Rồi. Bấm phím F lên. Bỏ vô. 6. Lên 9 luôn. 9 luôn. Kệ nó, ăn hơn 1 đô cũng trả được nhiều hết. 6 hả? Thằng kia lên 9 thì thằng này cũng phải 9 luôn. Ăn không được, không được, nói chung là bộ khoan từ từ, cái này tôi phải bỏ cái này vô chứ. Này 5 hả? 5 lên 6 luôn. Nice. Cho mày chết. À, lộn. Không phải cho mày chết, lộn lộn lộn. Khách hàng mà kêu cho mày chết chắc chết quá. Ok rồi. Let's go, đi thôi. Về cánh kẹo, khoan từ từ. À, mình phải có cái thứ này, mình phải à, khoan 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 khoan. Hồi nãy là tôi nhầm vô cái này nó mới đúng nè. Recycle price. Recycling price được giá được cộng thêm 10 hả, ngon vậy. Ok, thôi như đó thôi. Gần như đó trước đi. Cho nó giảm bớt cái cốc độ đói, cái cốc độ kia đã. Rồi mình về mình ngủ. Thôi. Có nên lưu không ta? Xếp đi. Lưu lại cho nó chắc ăn. Bây giờ tôi chỉ còn có 150 mấy, 150 mấy thôi, không biết tiền đâu đây nữa. À, này là ngày thứ mấy rồi? Ngày thứ ba rồi đúng không? Mình phải đi ăn cái đã, đi ăn đi uống cái đã, đau bụng quá. Bánh ra chỗ này còn gì nữa không ta? Chỗ này có nghĩa chắc chắn là chưa mở cửa nè, chỗ này chắc chắn là chưa mở cửa nè. Ở đây có một cái casino nè, ở đây có casino nè, hết đường nè. Ôi casino giờ chưa có đủ tiền đâu mà vô. Casino trong đó nó chơi giống như bên kia nữa. Thường mấy cái con game này đấy, nó sẽ có một cái gì đó gọi là cờ bạc đấy, để mình giúp mình có thêm tiền. Ok, mở cửa cái đã là cánh kiếp rồi. Vô tôi sẽ mở cái này lên coi thử có căng được không. Không không không, bill 22 lần hả? Bill gì mắc gì ta. Ủa cứ tắt rồi mà cứ có xài điện đâu mà sao nó kinh khủng khiếp vậy trời. Ấy cực cực. Bạn khác. Khát nước đúng không? Khát nước chúng ta sẽ uống nước. Và sau đó chúng ta sẽ ăn. Ăn cái gì đây ta? Ăn. Ăn, trời ơi ăn không cái hết tiền. Trời ơi ăn xong cái hết, ăn xong còn có 75 đô chơi gì trời. Ăn xong có 75 đô nó biết gì đâu mà chơi. Quá khó khăn luôn ấy thề. Thật sự quá khó khăn. Ok, có khách vô ngồi rồi, từ từ nha. Tôi trả bill chưa? À trả rồi đúng không? Ok, trả rồi. Hay quá, mọi người nên chơi nên nên chơi hơn một tiếng giúp tôi cái đi, tôi hết, tôi nghèo lắm rồi. Tôi rất nghèo. Tôi rất muốn là các bạn phải chơi hơn một tiếng cho tôi ngồi đó từ sáng tới tối luôn cũng được nữa, tôi không cần phải chơi nhiều đâu. Ngồi đó từ sáng tới tối luôn cũng được nữa. Ok, vậy là tính ra là mình lên level nhanh là nhờ mình lên level nhanh và lên tiền nhanh là nhờ cái supermarket đó chứ. Ta phải nhờ cái Internet Cafe Simulator, cái tiệm nét cỏ bên kia đâu. Nét cỏ đâu, cái này nét cắt cổ nữa thì có chứ nét cỏ gì.
một tiếng 18 đô. Mọi người thử nghĩ 18 đô là bao nhiêu tiền. Nhiều lắm đi. Rồi nha, nó còn quăng ở đây nữa nè. Đáng thiệt chứ. Nhiều rồi, được nhiều tiền rồi. Được 100 mấy đô rồi nè. Ok, cũng được. Này. Về đấy. Để coi, xếp đồ lên nữa. Này, cái này tôi mua mấy cái này nhiều quá nè, nên là nó cả đống thứ ở đây. Ôi, chị gì mua được có một món gì trời. Kính ra mới thấy chị mua đúng một món xong chị đi luôn á. Thời. Ok. Có khách ngồi ha. Ok, từ từ đi, lại mở cho khách trước đã rồi tính tiếp. Một tiếng lần mà. Một tiếng lần 18 đô lận, không biết đâu, 18 đô rất nhiều. Không biết đâu. Mong biết chị chơi đúng một tiếng không nữa. Không biết chị chơi đúng tiếng chị đứng lại đứng dậy không. Ok. Ok. Có vẻ như bên này ế nha. Có vẻ như bên này ế nha. Bao ế luôn. Thời. Rồi, vô đi anh trai. Vô đi. Ok. À, có. Trả tiền cảm ơn. Hết tiền rồi, làm gì đây? Còn đúng một cái giấy chủ đích đó mà nó không thèm mua. Còn đúng một cái giấy chủ đích mà nó không thèm mua. Ủa, tôi nhớ là tôi có mở hai chỗ này rồi mà nga, có thiếu cái gì đâu mà sao không ai vô đi vậy? Không ai vô đây luôn. Có chán không chứ? Không ai vô luôn. Ok. Ủa, khoan, tại sao lại có kiến xe cảnh sát ở đây? Rồi coi nha, để cô coi thử thuê nhân viên bao nhiêu tiền ấy. Thấm phí me, web brow, employee đâu rồi, employee, đây, employee đây. Cleaner là 80 tiền. Supermarket level 6 nha, supermarket level 6 thì còn mới thuê được cashier. Khó vậy ta, level 6 tôi mới mua được. Tôi mới level 4 à, không sao kịp. Được hết. Hôm nay là tôi quyết định là tôi sẽ phải mua cashier để nó giúp đỡ cho tôi. Level 5 rồi thấy chưa? Lên level nhanh lắm. Ok, hả? Có khách ngồi. À hai khách luôn. Được. Chờ nãy giờ mới thấy có khách chờ nãy giờ đấy. Trời, nãy giờ mới thấy có khách đi. À, bà này bán mua wow, organic hả? À. À, hình như đủ một bọc rồi nè. Trời nè. Trời. Quá chứng chỉ. À, cái cuộn giấy chủ đích không ai mua hề. Tính ra cái cuộn giấy chủ đích không ai mua luôn. Cái gì thế nhờ? Sao mới đây mà ai mua cái organic nhanh vậy ta? À. Mua chưa? Chưa mà đúng không? Cái này còn không. Hay là cái này mắc quá ta? Chắc là tôi nghĩ là 5.5 thôi. Mắc quá nhiều khi không ai mua. Thiệt, mắc quá nhiều khi không ai mua. Nước thì tôi thấy nó mua nhiều nè, nước thật sự nó mua rất nhiều luôn nha. Với lại organic nó mua nhiều nè. Nó chỉ có điều là mấy cái thứ kia là không thấy nó mua. Nói thôi, có nghĩa là mình nên xuống cũng được. Ok. Khoan rồi, làm sao mà tôi biết được là nó bán mắc hay rẻ ta? Ví dụ như chỗ này mà tôi để có 100 thì sao? Ôi, 100 chắc không ai mua luôn á. Thề với mọi người một câu là 100 không ai mua luôn. 100 là không ai mua đâu. Vậy thằng nào mua lần đó ngu lắm ấy. Đúng không? Thằng nào mua lần đó ngu lắm mới mua đi. Level 6 chưa? Trời ơi, mà chưa được một chút xíu nào hết thì làm sao mà đủ level đây? Tôi mua kệ tiếp mọi người, tôi mua kệ tiếp. Tôi sẽ đi mua cái kệ tiếp. Làm sao để phải mua kệ thì mới lên được level 6 chứ dễ gì mà lên được. Ok. Từ từ nha. Tắt cái. Rồi, web browser.
À, bây giờ là quân sẽ vô đây quân mua clip cái kệ, quân mua clip cái kệ, mua được kệ này rồi nè, mà mua sống kệ này hết tiền luôn, nó dẹp đi không mua nữa, dẹp luôn, không mua luôn, thề không mua luôn, có gì đâu mà tiền nó không có mà một cái kệ nó mắc dữ trời. Thôi tối rồi về ngủ đi, chúng ta không nên làm qua đêm thì chúng ta sẽ rất rất là dễ bị mất sức. Chúng ta cần đi ngủ để mà giữ mấy cái start này lại. Đấy mọi người thấy không? À khi tôi ngủ thì thời gian lộn cái khác với cái kia nó sẽ giảm, nó sẽ giảm. Mà nó giảm cũng không được bao nhiêu hết. Rồi từ nha. À bill lại bill. Tôi phải xài cái này thôi, không xài cái này là không được, phải xài thôi. Lên thêm gì nữa cả? Thêm cái này luôn đi. Ok, cái đó tôi nghĩ là mình cũng xài nhiều mà. Có cần ăn uống gì không? Không, 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 không. Tiền bạc bây giờ là trên hết, không ăn uống cái gì cả. Không ăn uống cái gì cả. Để dành tiền đó, không ăn uống cái gì hết. Ok, chỗ này nó có hiện cái nút nào để mà biết được là cái chỗ này đã đang mở hay đang đóng không nhỉ? Không có luôn ấy. Khu vực bên này thì tôi thấy là cái nhà này, ủa sao cứ giống như mình đang ở trong một cái gọi là cái khu mà gọi là không lối thoát đi, cái đi hướng nào nó cũng không có đường thoát, đường một chiều đó chứ, quá cái chướng một chiều, ủa một chiều mà sao có xe đậu đây kỳ vậy, đậu sai nữa chứ, đã một chiều mà còn đậu sai nữa thì ai mà chịu cho nổi. Rồi nhà vô có nè, bây giờ có cần thiết phải trả bill liền không ta, hay là để từ trả? Thôi tôi là người không thích nợ nần, tôi là người không thích nợ nần nên tôi trả luôn. À chả thích nợ nần, không ai thích nợ nần hết mọi người, không ai thích nợ nần luôn, thề. Đấy. Ok. Lưu không? Lưu đi, lưu một cái đi cho nó chắc ăn, lưu đi. Ai trời ơi, bây giờ chỗ này nó mới xong. Đẩy cái này qua. Đẩy cái này qua. Đẩy qua luôn. Đẩy qua luôn, đẩy qua luôn, này còn nhiều không, này còn nhiều mà organic cũng tôi thấy cũng cả đống ấy. Ông này ông mua nhiều ship dữ ta, ăn nhiều mấy cái này mập địt chết. Ok rồi, dục thùng rác. Cái chỗ này nó dở ha, cái bàn tay mà nó để ngay khúc đó thì hơi dở, cái bàn tay đáng lẽ là nó không nên để khúc đó. Cái chỗ này nè, cái bàn tay nè, đáng bàn tay đáng lẽ là nằm ở đây nè, tại vì tôi chơi mấy con game mà bình thường á, mấy mấy con game mà nó có cái menu xoay như thế này nè, là bàn tay nó sẽ nằm ở đây chứ mà không phải là bàn, bàn tay nằm đây chứ không phải nằm đây đâu, nằm đây thì khó quá. Cái đó là như tôi approve rồi đúng không? Approve rồi. Ok, được đấy rồi, ngon. Xui rác bỏ vô đủ tiền để level 6. Ê, cười, 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 cười. Tính tiền ngay chứ không mắc công là mấy mấy chỉ bỏ đi nữa thì sốt thì khổ, không mọi người bỏ đi nữa thì sốt thì khổ. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, 700 mấy rồi, có nên mua kệ không? Mua luôn đi, nó mua luôn đi chứ tầm này kiêng cử gì nữa, mua cái kệ luôn đi mà cầm này kiêng cử gì, dứt đi. Đúng rồi, mua thêm đồ ăn nữa, bia, mua thêm bia, 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 mua thêm chip. Táo thì có nghĩa là chắc là chưa chưa cần bây giờ đâu. Mua mấy thứ này không ta, nó kệ nó mua luôn đi, còn tiền không có đã, hay quá còn đủ tiền luôn, ui hên thế. Một quá chừng nào mới đủ để thuê nhân viên đi trời, thuê nhân viên đi, phải thuê nhân viên thôi chứ, nhiêu đây mà một mình tôi làm như thế này đi biết chừng nào nó mới đủ. Còn những đứa mà mua đúng có một chai nước một duy nhất luôn ấy,
Hey. Trời ơi, mọi người thấy đã thấy tức không? Nãy giờ internet cà phê internet nó chỉ đúng có một có đúng level 2 thôi đó. Internet cà phê chỉ có đúng level 2 thôi đó. Hình như là nó cho mình ở đây để mà mình kiểm tra thử coi là khách hàng lấy mình kính tiền có đúng không ấy chứ, đúng không? Bỏ vô nè. Ok rồi nè. Có rớt cái gì một cái hồng đúng không? Rồi, vô kính cho khách đã là kính kiếp. Thôi, anh đứng đó luôn đi. Cái kệ đâu rồi ta? Cái nào là cái kệ giấy? Đây, có kệ bự giấy. Bự giấy. Kìa. Không, kệ này để đây không được. Vậy thôi để đây. Ok. Có khách đông vậy? Ôi. Có khách đông vậy? Ôi trời ơi, khách đông quá. Chịu không nổi luôn. Ok. Người ta nói khách đông cũng vui mà bây giờ một mình tôi đông thật sự ra không vui lắm. Phải nói là không vui lắm. Chứ vui thì nó còn gì để mà nói nữa, đằng này nó không có vui lắm. Ok, có khách ngồi đúng không? Có khách ngồi. À, quăng kệ vô đã ra kính tiếp. Một. Còn bán này là ba cái còn lộc còn bán này là ba bia 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 hai hình như sắp hết thời gian rồi đúng không, sắp trở về phải về đi ngủ rồi, sắp hết thời gian rồi phải về đi ngủ à. Chưa gì hết 4 ngày mà tôi chả có trong có chả được cầm trong tay một cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Ui thôi nào. Ôi thôi nào. Mẹ à, hai đứa nó quỵt tiền tôi. Hết tiền bị trừ 100 tiền nữa chứ mà nó đúng mất dạy luôn. Thế mày có rớt tiền không vậy? Hồi nãy thằng này có rớt tiền cho tôi không? Thằng này có rớt tiền cho tôi không? Ê, đất công đã nghèo rồi còn gặp cái eo nữa, nó không đủ tiền luôn ấy. Ôi, chán quá. Tôi kể đó không may, cũng may là chết là mấy 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 cái năng lượng nó vẫn còn. Nó có hồi lại thì phải đúng không? À, khó thế. Vậy là tôi phải tăng cái lực đánh lên nữa hả? À, cả gan dám vô quỵt tiền tôi. Ghét năm tối nay tôi không ngủ luôn. Cũng may là nó không có trộm đồ của tôi đấy. Cũng may là nó không trộm đồ của tôi đấy. Nó mà trộm đồ của tôi là tôi ban nó rồi. Chơi cái bến luôn. Chơi có được đâu. Cũng chết mà. Chơi có được đâu. Level 6 rồi. Hay quá. Level 6 rồi. 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 Thuê liền. Thuê liền. Thuê liền. Từ từ. Thôi bây giờ. Cái đó bỏ đi. Cầm đi. Cầm đi. Đưa cái đó vô làm cái gì? Thôi đi. Ôi. Chực 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 chực. Bỏ đồ vô. Không, cái này nước 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 tẩy quá trời luôn kìa. Ok. Ủa gì này hết sạch luôn rồi hả? Ủa, bán gì nhanh vậy ta? Ủa, bán nhanh quá. Rồi. Bia. Bia lên 6. Bia. Tiếp cái này lên là cũng 6 luôn. Đúng không? 6. À, 6, bia 6 được rồi. Ủa còn bia này nữa hả? Sao mua lắm? Ủa không không cái kia không phải bia, cái kia không phải bia. Lộn lộn lộn. À cái này 7. Đây, mà tôi nhớ hàng chỉ mới nhớ là mang máng là bữa tôi mua thì có. Ủa còn thiếu thiếu cả, đúng không? Thiếu thiếu một cái nữa. Ok.
Ở qua đó. Unreachable là không thể lấy tới hả? Khó vậy. Bấm phím G đúng không? Nếu như cô để vô kia là nó kêu là unreachable là không thể vớ tới. Là khách hàng nó không có lấy được. Vậy thì cô phải để cho nó xa xa ra tí. Chịu thôi. Chịu thôi chứ biết sao giờ, chịu thôi. Ok. 200 mấy rồi. Đủ tiền để mà trả tiền cho nhân viên rồi. Khó quá. Ok. Tôi nghĩ là mình sẽ đi vô casino mình chơi một cái rồi coi thử thôi. Tại vì cô nhớ đây là mình có lưu nè. Đấy. Mọi người nhớ nha, tôi có lưu nha. Tôi có lưu nha. Để coi nó chút nữa là tôi chơi xong rồi tôi có thoát ra được hay không. Bao nhiêu tiền vậy? 300 đúng không? 1 2 3. Được không? À này, cái này cũng giống như chơi xì dách đó mà. Hit. Ừ, còn lưu tiền của tôi. Còn lưu tiền. Còn lưu tiền. Không sao, không sao, không sao. Ôi dậy xong sáng cái trời sáng liền luôn hả? Ôi từng ngon vậy. Thôi để đó đi. Mình cần phải có tiền để mà mình cho bill chứ. Ôi, bây giờ phải tốn hết 100 mấy, 160. Tôi trả cho cái con quỷ kia mà tôi thuê ngay ban đêm. Nó sẽ cuốn cái sự cứu bịch dưới gì trời. Nó thuê rồi ban ngày đóng, thuê ngay ban đêm mà chết vợ đi chứ. 1, 2, 3. Confirm. 2 5. Yeah. Yeah cũng được đi. Scan. Ui xôi ôi, 600 rồi. Cừ nha. Lưu. Chơi thêm một ván nữa. Confirm. 13 hả? Ê đừng đưa ra con già chứ. À 16 hả? Ủa có nên dằn dơ không nhờ? Mà nó đang nhỏ mà. Nó nhỏ là chắc chắn là nó nhỏ hoài luôn. Nên lên thêm đi. Đấy. Tôi nói rồi mà. Nó nhỏ là nó nhỏ hoài luôn. Ui được hình thế. Lần này ra 17. Ngon ơi, ngon ơi, ngon ơi. Thơm 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 thơm. Lù 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 lù. Thơm 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 thơm. Yeah 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 yeah. Được ấy. Được. Giờ cô chỉ cần để dành nhiều nhiều tiền một tí rồi cô ra cô hốt hốt hốt. Hốt một phát là ngon ăn liền. Unreachable. Ủa sao không thể unreach ta? Ủa tôi mới nãy, hồi nãy tôi mới thấy nó reach được mà. What the hell? Giờ phải đợi. Giờ phải đợi nó mở cửa nè. Cờ nè, vô thanh toán cái bill nè, thanh toán bill. Nói chung là phải trong đó là tính cả luôn tiền điện cho nó lộn tiền à. Tính luôn tiền gì á? Tiền gì tôi quên rồi. Tiền tiền lương, à tiền lương. Ok nè. 800 rồi, đang không có tiền để dành nó đi. 800 cười méo có tiền đâu. Ủa khoáng cơ cứ. Vô là phải chọt lại vậy luôn hả? Trời ơi, sao không nói ngay từ đầu nó là như vậy đi nhờ? Sao ngay từ đầu nó không nói nó là như vậy đi? Sao ngay từ đầu không nói nó là như vậy đi? Trời ơi. Ok, thôi. Tôi vẫn sẽ phải mua những cái vật dụng nâng cấp thêm một máy nữa nha. Ít ít thôi, không cần nhiều đâu. Mua. Có người này đỡ đỡ lắm. Có người này đỡ lắm. Từ nha, lên vô chỉnh thêm, chỉnh lại cái này cái. Có nghĩa là khi mà tôi thoát ra. Ơ. Từ nha, thoát ra bên này nó có lưu không vậy? Bị ép đúng không? À, hên quá có lưu. Thì hú hồn luôn ấy. Ok, được. Nó có lưu là được. Chỉ sợ là nó không lưu thôi chứ nó có lưu là được. À, ghế bàn đâu cả, bàn thường là cái hộp nó rất là bự. Đây bàn đây, nó cũng không hiểu sao mà mấy con game này nó có thể gọi là định luật vật lý kiểu đó được hay thiệt á chứ. Tát chưa coi, mà kệ nó vậy cũng được đi. Ok cũng được đi.
Cái cái này đi. Rồi, giờ là thêm được một món nữa. Úi xồ. Cũng ra gì đấy, cũng ra gì mà này nọ đấy. Mấy mọi người thấy cái quán của tôi chưa, ra gì chưa? Mặc dù là nó không có ngon bằng cái máy cũ, nhưng mà tại vì bên kia là tôi kinh doanh một lĩnh vực thôi, bây giờ tôi kinh doanh tới hai lĩnh vực lận nên nó sẽ mất khá, nói chung là nó rất là nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Đấy, mọi người cũng biết mà, nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nên mua đồ ăn không, không được từ đi, được từ khoan mua đồ ăn sau đi. Tôi có cái này hết rồi. Tính tiền luôn, hay quá, cảm ơn anh trai luôn. Bây giờ cái máy này càng đông là nó sẽ càng gặp nhiều cái trường hợp gọi là bỏ chạy nha mọi người. Cái chỗ đó mà càng cái máy này càng đông nè, sẽ gặp nhiều trường hợp là bỏ chạy hoặc là trộm đồ ở trỏng. Nó khó dữ cả, cái này tôi vẫn chưa quen luôn ấy. Chỗ này không quen được luôn, rất khó luôn. Thôi. Trời, cứ cứ thôi anh trai, cứ thôi. Cứ nha, có điểm rồi, cộng điểm, cộng vô lực đánh cái. Tôi phải căng cái lực đánh lên để được đập nó chứ. Chứ không thể nào mà để nó như vậy được, phải căng lên phải đập mình. Phải đập nó chứ. Giỡn mặt nó ra đi, nó hai thằng nó rủ nhau đi mà vô nó nó cùng quỵt tiền đó chứ. Thật vãi cái chưởng thật. Kệ này rộng quá, kệ này rộng thì có nghĩa là chắc phải để bên này. Hoặc là làm cách nào đó cho cái kệ nó phải là đứng ở giữa nè, khách có thể đi qua đi lại để mua cho nó dễ. Thì đúng hơn nó sẽ là như vậy. Rồi đi, tắt đi. Đóng cửa lại đi. Cắt chuẩn bị bổ sung thêm đồ vô cái đá rồi kính tiếp. Đấy, bỏ thêm đồ vô. Nước hết rồi nè, nước tôi chưa có mua nè, nên là nước hết rồi. Chắc để hồi nào tôi mua nước xong hoặc là... Ủa khoan, cái này sao bỏ qua không được? Ừ. Không hiểu sao cái đó bỏ qua không được ấy chứ. Có ai bỏ chạy không vậy? Lại chờ lại Phật đừng bỏ chạy nha ba. Làm ăn đã lỗ rồi còn bỏ chạy nữa thì không biết đường đâu mà lần luôn ấy. Thiệt á chứ. Giận gì giọng bể đầu giờ chứ không hiểu sao giận luôn á. Người ta lên lập cái chi nhánh mới có tiền đâu mà mua. Còn thằng nào nữa? Sao thanh niên này ngồi lâu vậy? Là thanh niên này. Thôi, ở đó đi, tôi đi về. Nhiều đây thôi, không cần phải nói nhiều đâu. Đấy, cũng lên được 800 đấy mọi người. Cũng lên được 800 đấy. Ai, ok, hôm nay cô chơi cái đây thôi. Thì nè, hẹn mọi người ở cặp sau là tôi sẽ cố gắng mở rộng và thuê càng nhiều nhân viên càng tốt. Đấy. Rồi ok, chắc cũng sẽ dừng video này cả đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này, đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe cho kênh của mình để nhận thêm nhiều video nhé. Bye bye.